Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang ở dưới quê nha cả nhà. Thì hôm nay là mình và cha của mình cũng như là anh của mình sẽ đi ra đồng bắt cái gì thì mình mời mọi người cùng theo chân mình để mà biết hôm nay là mình và ba của mình với lại anh của mình đi bắt cái gì cả nhà. Thì đây sau đây là cái công đoạn chuẩn bị những cái vật dụng để mà đi bắt. đó, bắt cái gì mình sẽ bật mí với mọi người sau nha. Đây. Đây là cái dụng cụ để bắt đây. Đây kêu bằng ở miền Tây của mình kêu bằng cái đú. Đó, thì cái này là đang làm gì vậy anh Trung? Làm cái anh đương anh luồn cái nuông dưới nè. À cái nuông đặng mình cầm hai bên nó chứ. Thẳng. Dạ. Đây là cái đú. Mình là hai cái ra cha. Hai cái đủ rồi. Hai cái đủ rồi. con thấy cái này. Cá gì vô là dính liền. Không có lẹm anh em, luồn lâu quá. Kệ mình tự chế luôn. Mà dương mà. Không có lẹm thì mình luồn gì đi. Rồi mình có cần đem thao, đem gì xô gì không? Có cái thao anh đậu đây. Ừ. Cái này mình đặt ở ngoài đường nước đó hả? Ra rồi mình lùa nó vô hả? Mương. Mình lùa vô. Rồi đây mình chuẩn bị hai cái nha. Đây cái nữa. Thôi bắt đầu mình đi nghe nè. Mình đi bắt cá nè. Cho ngoài coi. Cây dừa rất là nhiều, ở xứ mương này là bèo nè. Rất là đẹp luôn, buổi sáng nhìn rất là đẹp. Khung cảnh ở dưới quê vào buổi sáng đó cả nhà thì rất là bình yên và cũng rất là đẹp luôn. Đó thì bây giờ này, xung quanh là vườn cam nha, xung quanh vườn cam. Rồi qua đây là vườn vườn dừa nè, đó, dưới đây là bèo nè. Rất là nhiều. Rồi mình tiếp tục mình đi ra ngoài vườn thôi. Mình đi bắt cái gì tí xíu thôi là mọi người sẽ biết mình bắt cái con gì nha. Đó cả nhà mình thấy không? Đây là bèo nè. Mua cái mương này là dày đặc bèo luôn. Rất là nhiều. Cái này là nuôi cá ha, hoặc là nuôi vịt là cho vịt ăn lặn đã luôn. Nuôi cá là mình vớt cho cá ăn. Đó, bèo nè, rất là đẹp. Ở đây là bụi môn ở nhà của mình nha. Đây cha đang cắt nè. Ủa cắt này là chi cha?
Thôi nó con chưa lương hả? Ồ, quá đã. Mấy cái gì? Chạy đi mình. Đó, đây là gà vườn của mình nha. Trước giờ là mình chưa có quay ngoài vườn của mình cho mọi người xem. Này nè, quay ngoài vườn cho cả nhà mình xem nha. Ồ, này mà được con này. Này. Ủa, ủa không? À, cua núp lùm. Lùm. Cua núp chả anh ơi. Ôi ôi, cái này là mình chưa có đi bắt luôn đó mà được như đây rồi nè. Cái này là vợ đú nè. Này là cái con cua. Cua kình càng nè. Đó. Chưa. Từ từ thôi. Càng to lắm. Cái càng này to lắm. Con cua này mình làm gì ngon anh Trung? Vậy mình đâm ra mình nấu canh. Nấu canh ha. Còn mấy con dưới nó càng cũng bị kìa. Này ngon. Đúng rồi, quơ qua cho thêm cái càng. Đó, rất là to. Ôi ôi, cái con này quá trời, cái càng nó bự rồi. Đó. Cua mươn vườn ra. Mươn vườn nha, cua đồng nha. Rất là nhiều luôn hôm nay nè. Như đây là cũng bọn á. Còn ốc bu nữa nè, thấy không? Thấy ốc bu không? Đây, ốc bu nè. Đó. Cái này là tép tép bạc. Tép dấu nè. Tép dấu, tép vườn nha. Rồi, tiếp tục mình đi. Trời ơi, núp lùm, núp lùm. Cua núp lùm đây. Vừa đang lắc sao đi. Rồi bây giờ mình đang đi ra cái vườn cam của mình đây. Cam ở nhà của mình nè. Đó, nhà mình thấy không? Này. Đó, vườn cam này ba mình trồng ở nhà. Bây giờ là cây có trái rồi, nhưng mà bây giờ mình không có đi bình thường được, là mình phải chui ở dưới đây nè. Mình bò bò dưới đây mình mới đi được. Đó, tiếp tục. Cam này chưa có chín nha cả nhà, phải chừng 2 tháng nữa. 2 tháng nữa mới chín được. Đó, cam rất là nhiều. Qua đây. Gặp bao la rộng lớn lắm nha cả nhà ơi. Mình đang chặn khúc này đó anh Trung. Rồi đến đây là cả nhà mình có biết là mình đang bắt cái gì chưa? Thì hôm nay là mình bắt cá lòng tong nha cả nhà. Lòng tong hỉnh hỉnh. Lòng tong đá. Lòng tong bay. Đây. Thì bên đây là có hai cái đầu. Mình phải kỹ lại không thôi nó sẽ đi ra anh Trung. Mình đi đập hết. Đây là mình kêu đi đập cá anh Trung. Đi đuổi cá nè. Đuổi cá. Đó. Khung cảnh ở dưới quê là buổi sáng nè. Mây cả nhà mình thấy không? Rất là mênh mông, rất là rộng lớn luôn. Đây, cả nhà thấy không? Cái cách bắt cá rất là lạ, rất là độc lạ ở miền Tây của mình luôn. Này kêu bằng đi đuổi cá, đi bắt cá nha. Mình đuổi như vậy cây cá nó sợ, nó sẽ xạ vô cái đú hồi nãy.
Thì sao mình biết chỗ nào có cá nhiều anh Trung? Nhâm lên nha, nhâm lên chứ mình, nhâm lên chứ mình chặn ngang mình đuổi. Dạ. Yeah. Đụng nó không cha? Con thấy nó giận giận trước quá trời à. Đuổi cái này coi nào dính cá lóc luôn không cha? Đó, đi đuổi gì nha cả nhà. Thì khi mà đuổi vậy thì cá nó sẽ sợ, nó chợ nó sẽ chạy là vào đầu kia. Thì cái đầu kia là mình đã chặn lại rồi thì nó sẽ vô cái đú đó. Ừ. Bây giờ mình đã gần tới cái đú rồi. Không biết là có không đây. Ủa, mình thấy nó giận nhiều lắm, cá nó ụt nhiều lắm. Tới rồi. Lúc đi định quay quay biết khó không nè. Thôi mấy người chắc được cũng không bị giấy. Khó nè. Khó đó. Đâu có đây. Ừ, trời ơi nhiều quá trời nhiều luôn nè. Nhiều lắm nha. Đây đây. Đó, cái này là mẻ đầu tiên nha, nhà mình thấy không? Cũng nhiều lắm nha. Đó, đổ ra, đổ ra. Đâu? Đó đâu kia? Này, cá lòng tông. Cây của mày cũng rất là bé. Ồ, một bụm luôn. Này là cái cá chén đó chứ. Đây, nhiều lắm nha. Thường nó có cái mương nào nó có nhiều nhất anh Trung? Có cái mương gì cam hay là mương trống gì vậy? Mới vậy nè. Yeah. Là nước vô. Là ở đâu nó về hay là sao ta? Hay là ở ngoài sông nó vô anh Trung? Sông nó theo nước, nó theo nước. À, ngoài sông nó vô. Nó ở trong này nó đỡ cửa. Dạ. Rồi mình lại tiếp tục đập cả nhà ơi. Đó, thì bây giờ cá ở đây nó chạy nè. Ủa, mình thấy cá chạy luôn á. Cái này ốc gì? Ốc Pháp hả? Vàng. Vàng. Rồi, đi
cái chỗ cận đằng kia cả nhà. Thì chút xíu nữa là tới thôi. Rồi tới rồi, tới rồi. Này phải làm kỹ không thôi nó dội ra. Đó. Ồ, quá trời rồi, em thấy nó ụt ở trong đó quá trời rồi đó. Ồ, quá trời rồi. Thấy con này nó dội ra nè. Ồ, trong đây giờ nhiều lắm rồi cả nhà ơi. Wow. Ủa cái mẻ này nhiều rồi anh Trung. Ôi quá trời luôn. Wow. Cái này hơn một chén rồi nghe. Đây đây. Nhiều nhiều. Cái này nhiều. Ồ. Ôi, đây là cái nhà. Rất là nhiều luôn. Ôi, lòng tâm bự bự không anh Trung? Đó, 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 đó. Ồ, nhiều ghê chưa? Này kêu bằng lòng tâm... Lòng bài. Lòng tâm bài. Rồi, đổ ra, đổ ra. Nhiều ghê cả nhà ơi. Ôi, một xô rồi. Nhiều lắm nha. Đó, đây là bên của cha mình. Ôi, có con cá bự luôn rồi. Ôi, con cá bự giật giật luôn. Ô, quá trời rồi. À, dính con cá gì bự kìa cha. Cái gì á? Không có. Không có, tính đâu nó vô, nãy nó ụt quá. Tính đâu nó vô. Ồ, nhiều dữ ha. Đây đây. Đây, ở bên trong nè. Nhiều. Hơn một chén á chứ. Hồi nãy cô ba mình đổ vô hơn một chén. Đây là nhiều lắm rồi nha. Đây là cũng chắc cũng gần cả ký rồi chứ. Này chắc hơn ký hả cha? Hơn ký rồi cả nha. Mình qua đây mình tiếp tục thôi. Ở đây là có rất là nhiều cái bà mẫu đây. Rất là nhiều mương. Đó thì mình sẽ bắt mấy cái mương này. Mình sẽ đập. Hồi nãy giờ là cá đã được hơn 1 ký rồi nha cả nhà. Bây giờ mình đang tiếp tục đây. Bây giờ cha mình và anh của mình đang tiếp tục để mà đập cá tiếp tục. Này. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thì cá này đó rất là ngon. Thì có thể là mình kho lạc cũng ngon nè. Đó thì mình chiên bột cũng ngon. Có rất là nhiều cái cách làm món này. Cực kỳ ngon. Để tí xíu nữa đâu qua đây mình coi coi. Mình quay cá xong rồi mình sẽ quay cái vườn cam ở cam của nhà mình cho cả nhà mình xem luôn nha. Đó, hiện đang có trái nhưng mà chưa có chín.
cam rồi dừa nữa. Giờ chút xíu mình sẽ quay cho cả nhà mình xem tiếp tục nha. Bây giờ mình tiếp tục mình đi bắt cá nha. Thì anh mình đang đập ở trên đầu ở trên kia thì mình thấy ở dưới đây nè, cá chạy ngược lề trên đây rất là nhiều luôn. Đó thì không biết là cái mẻ này có nhiều hay không, nhưng mà mình thấy cá chạy rất là nhiều cả nhà ơi. Đây, cá chạy vượt vượt ở trên lên đây luôn. Mẻ này chắc chắn sẽ nhiều hơn những cái mẻ hồi nãy đây. Cá quá trời cục rồi. Ở miền Tây của mình thì thường là bắt cá lòng tông nè, lòng tông bay, rồi cá rô dâm. Thì hôm nào mình sẽ coi có cá rô dâm, mình sẽ quay cái cảnh bắt cá rô dâm cho cả nhà mình xem. Cá chạy nhiều lắm. Hồi hộp lắm đây. Ồ, cái mẻ này chắc nhiều hồ dữ anh Trung ha. Ồ, nhiều quá nè. Quá trời luôn rồi. Trắng, trắng cái đú luôn rồi. Ồ. Đây đây đây, cái nhà mình thấy không? Nhiều lắm nha. Ồ. Ok. Wow. Cái này vô mánh rồi nè. Quá trời luôn. Con cái này có đó. Con nhâm là có đó. Đây đây. Tiếp tục. Rồi đổ ra nha. Đây, cái mẻ này là quá trời rồi. Ôi ôi, cái mẻ này chắc cũng cả ký ra cha. Đây. Nặc nghẹt luôn. Cái ham trời. Thấy ham không? Quá dữ rồi. Ôi quá nhiều nha. Ồ, trúng mánh bữa nay, trúng mánh rồi. Rồi còn có bạn nào chưa ấy nữa cha? Cái mượn nhầm mình đó là có đó. Kìa, cái mượn này thấy đứng đây thấy nhầm luôn kìa. Kìa mượn đó có đó. Là mượn nào nhầm là có ha. Đây cái bên. Dạ. Quá trời rồi. Ở bên đây là những cái mương cuối cùng nè, những cái mương cuối là thường là sẽ dồn vô cá rất là nhiều. Đó. Ồ, cái mẻ vừa rồi rất là nhiều. Cái mẻ nãy vừa rồi đó là tới gần, mình nghĩ là tới 500-600 gram đó cả nhà, cũng cả ký á. Nhiều lắm. Bây giờ mình đang đi lên đậu trên đây để mà mình đuổi cá từ trên mình đuổi về đây, thì mình dưới đây mình đã chận rồi. Đó, thì hy vọng là mẻ này sẽ có nhiều. Thì mình thấy ở dưới mương này cũng nhiều nhiều cá nó chạy lắm. Tiếp tục. Đó thì mọi người có dịp về miền Tây thì đi bắt cá lòng tông này ăn ngon lắm nha. Cái lòng tông này làm được rất là nhiều món. Đây là những cái ao cuối cùng đây thì chắc sẽ có nhiều lắm đây cả nhà. Thì con thấy nhiều dữ rồi cha, con thấy nó chạy vô quá trời rồi. Ôi.
Ồ, trắng hết trơn rồi kìa. Ôi, nhiều lắm nha. Wow. Ồ, nãy giờ cái này là nhiều nhất hả cha? Ồ, nhiều quá trời nhiều nè, đó cả nhà mình thấy không? Này, trắng ở trong này luôn. Wow, cho đổ ra từ từ nha. Ồ, quá trời rồi. Tiếp tục. Này mình kiếm cả 3kg thôi về được rồi. Chắc nhiều dữ anh Trung. Ôi, đây nó bún quá trời bún rồi. Nè đây, chỗ này đang bún nhiều lắm nè. Nhảy sâu số trong này luôn nha. Ôi, khúc đầu quá trời nè. Này trúng mánh nữa rồi. Ừ, nó bún. Bún rồi hơn cái nãy nữa. Ồ. Là có lý. Có lý à. Rồi. Quá dữ. Má thì vô. Đang cho em coi coi, quá trời rồi. Đây, đặc sản miền Tây của mình luôn nha. Rất là nhiều. Rồi, chung đấu ra từ từ. Không mắm gút không ghé, chứ không ghé mắm gút. Ơi, quá trời rồi. Đây. Ơi, trời ơi, nhảy sôi sôi chắc khoảng chừng 3kg, 4kg đó nha. Thì mình thấy là dày lên một lớp rất là nhiều luôn. Lòng tông bay. Tươi sống nhảy sôi sôi luôn nha. Nặng lắm. Thì cái này thì mình chế biến được rất là nhiều món ăn. Thì kho lạc cũng ngon nè, mình chấm với ăn với bắp chuối cũng ngon nè. Rồi mình kho khô cũng ngon, kho tiêu cũng ngon. Hoặc là mình có thể mình chiên cũng ngon nữa. Hoặc là mình phơi khô cũng ngon luôn. Ngon lắm. Hôm nay là một ngày bội thu. Đây là mình đã trở lại vườn cam rồi nha. Thì vườn cam cũng rất là nhiều nhưng mà trái chưa có chín cả nhà. Thì có thể là khoảng chừng vài tháng nữa mới chín thôi. Đó. Đây. Rồi tiếp tục bên đây. Đó. Nhiều lắm. Đây, trái này cũng rất là to nè. Trái này là có thể mình ăn được rồi nè. Đó. Vừa vàng mà nó vừa to nữa. Rồi tiếp tục ở đây nha. Ở đây thì mình không có thể là mình đi bình thường được. Mình phải cuối mình đi như vậy á. Mình mới đi vô được cái vườn cam. Tiếp tục ở đây. Đây, trái chùm này tới 4 trái luôn nè. Chín vàng rồi. Rồi tiếp tục qua đây. Ồ, nhiều lắm nha. Ở trên này cũng vậy nữa nha cả nhà. Đây, qua đây nữa. Ồ, đây nữa nè. Đó, có dịp mình mọi người về miền Tây thì
về quê mình chơi một chuyến nha, cho biết nha, biết những cái món ăn ở miền Tây cũng như là tham quan ở vườn cam của mình nè. Tuy nhỏ thôi nhưng mà cam cũng rất là nhiều. Rồi, rồi mình sẽ di chuyển qua bên chút bên đây nha. Nhiều lắm. Tiếp tục qua đi qua đây nha. Mình đi qua mình sẽ quay một cái những cái cây dừa ở trong vườn của mình á. Dừa ở nhà mình nó trái rất là nhiều. Đây. Cam nha, trái này ăn rất là ngọt, mình thơm lắm. Bây giờ nè, nó có mùi thơm mát ngát rồi nhưng mà trái này nè nước nhiều lắm. Này mình ăn sống cũng ngon mà mình có thể mình làm nước ép mình ép ăn cũng ngon nữa. Đây nè. Đó. Tiếp tục ở đây. Rồi di chuyển qua đây. Cái cây này quá cây cả nhà ơi. Cây này cả nhà mình thấy không? Nó quằn nhánh luôn nhưng mà trái rất là nhiều, nó quằn xuống mấy mương nè, nhiều lắm. Này. Khoảng 3 tháng nữa, khoảng 2 tháng thôi. 2 tháng mấy nữa là nhiều lắm. Rồi tiếp tục cái vườn này, cái cây này. Rồi, này. Từ ở trên phía trên luôn, từ ở trên đọt xuống dưới gốc. Nhiều lắm. Này. Này nữa nè, nhìn thấy không, xung quanh là trái rất là nhiều luôn. Rồi tiếp tục đi vô. Nhiều lắm nha. Rồi tiếp tục tới cái cây này. Nhánh quá trời quằng rồi. Cái nhánh này là phải chổi nó thôi chứ không thôi là nó sẽ ngã luôn. Nhiều lắm. Này. Rồi ở đây. Rồi cái nhánh này quá trời rồi. Đặt nghẹt trái chỗ này luôn. Rồi, nhánh qua đây cũng vậy. Đó. Trời. Đây là cái cây cầu khỉ để mà đi qua. Này mọi người về miền Tây là phải đi cái cầu này là mình mấy thiệt sự là mà về miền Tây rồi nha. Về miền Tây là phải đi những cái cầu này, nếu mà chưa biết đi cái cầu này là coi như là chưa về miền Tây rồi. Vừa này vừa gì cha? Vừa này vừa gì? Ôi ôi cái vừa này nè. Quá dữ rồi. Wow. Đây cả nhà mình thấy không? Ở một cái dừa giống rất là lùng luôn nhưng mà trái rất là nhiều. Đây, một cái buồng dừa này có thể tới mấy chục trái. Để mình đếm thử sơ sơ cho nhà mình xem nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 trái. Ồ, buồn tới 24 trái dừa. Quá dữ. Rồi tiếp tục ở bên cái này cũng vậy. Này cũng chắc cũng 20 trái rồi đó nha. Cái buồn này rất là to. Đây. Trời nắng nóng ha. Buổi trưa ha. Là mọi người uống thử một miếng nước dừa này là bảo đảm là ngọt gắt cổ luôn nha. Đây. Có dịp mọi người về miền Tây đi, mình sẽ dẫn mọi người ra cái dừa này để mà uống nước dừa ở nhà của mình nha. Rất là ngọt.
Rồi bây giờ mình sẽ hái thử một trái, mình uống thử cười ngọt dược cỡ nào nha. Đây, mình sẽ thử một trái này đi. Không cần phải leo luôn đâu cả nhà, mình đứng ở dưới thôi là mình vẫn hái được cái dừa rồi. Ồ, đó. Đây, vừa hái được một trái. Trái này là dừa chuẩn bị nạo đây. Ồ, bên đây nữa nè cả nhà. Bên đây là dừa, như là dừa dứa, dừa sim vậy nè. Bên đây là dừa màu hơi màu cam, màu đỏ. Đây là dừa màu xanh. Rất là mát, để mình tìm cái nơi nào nó hơi mát mát một tí mình uống trái dừa này. Đây thì ở trong vườn cũng có trồng chuối nữa. Đây là chuối, đây chuối sim, chuối già. Đó. Đây là gì? Trồng dừa, trồng cam. Đó, đang được đi vô. Đây, chỗ này mát lắm mấy cả nhà, mình ngồi trên đây mình uống dừa nha. Nứt rồi, đây, dừa bị nứt rồi. Ồ, nó ngọt quá cả nhà ơi. Cực kỳ ngọt kìa. Đó, bây giờ đi mệt vô rồi mọi người. Uống nước dừa với dừa đá là bảo đảm là giải khát cực kỳ ngọt lắm. Ngon thiệt. Thì hôm nay là đi bắt cá cũng rất là vui, cũng được rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình chế biến món ăn nha. Để coi chút xíu mình hỏi ba mình với lại là anh của mình coi mình sẽ làm cái món ăn này, làm chế biến bằng cái món gì nha. Đó, tiếp tục mình sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mình đừng có rời khỏi màn hình nha. Tiếp tục vào bên trong bếp xem coi mình chế biến cái món ăn lòng tông như thế nào nha. Rồi, đây là bắt về rồi, sau khi phân chia người mớ rồi bây giờ đem về nhà được nhiêu đây này, chắc cũng gần 2 kg á, 8 kg gì chia ra này mần sao cha, bóp bụng vậy hả, bóp bụng không à hả? Ừ. Chứ không có mình không có đóng dĩ vậy hả? Ừ, không có mình đóng dĩ, bụng chà này rồi mình chà dĩ ra tự ra ha. Ừ. Mình bóp bụng xong nè, chút xíu rửa lại. Dạ, cái thịt trần trắng tươi luôn. Làm gì ăn cha? Chúng mày làm lẩu. Ngoài làm lẩu ra mình làm cá này mình chế biến được món gì nữa? Kho khô, kho mắm, kho gì ngon. Cái này kho mắm là cũng ngon nè. Nhiều. Cái này kho tiêu cũng ngon. Ừ. Mày kêu anh Trung mày mua chừng 10.000 mắm coi. Này thì có thể là mình kho tiêu nè, kho lạc chấm với bắp chuối cũng ngon, ăn rau sống cũng ngon, rồi sau đó là mình có thể là nấu lẩu mắm, rồi mình chiên giòn cũng ngon nữa. Rồi. Rồi tiếp theo mình ra đây thấy là món lương đầm nha. Đây. Thì không phải lương nuôi, này là lương đầm nha, rất là nhiều. Ồ, có con lươn này to quá nè. Ồ, cái con này ha, mình kho khô xả ha, hoặc là mình có thể là mình nấu lẩu mắm cũng ngon nữa, nấu canh chua cũng ngon nữa. Đây chắc cũng ký mấy 2 kg lương ạ. Này. Lương này thì rất là khó bắt. Đây là
ếch nuôi. Thì những lúc mà rảnh rỗi đó, ở nhà đó không có nuôi cái gì, cha mình nuôi ếch. Đó, cái nhà mình thấy không, ếch rất là nhiều luôn. Đây, cái nhà mình nè. Xem ếch nha. Đó. Trời luôn à. Đó. Rất là nhiều, cái này là tới mấy trăm hả không cha? Này tới mấy trăm con ếch nha, mà con nhìn con nào con nấy u nu rồi nha. Đó. Nó ăn ngộ quá, nó ăn mà nó bỏ nhảy gì mà táp được hay thiệt. Đó. Đây. Đó, nó rất là ú. Ú nu luôn. Xanh lè luôn, có con xanh lè. Rất là đã luôn. Rồi tiếp tục bên đây là ao cá chê. Đó, các bạn thấy không, này ao nổi không, cá chê. Với cá tì tượng ở đây nhiều lắm. Không phải đó là một rổ à. Tiếp tục ở đây. Đây là cua kình càng nha, càng rất là to. Đây. Đó. Nhiều quê là bắt cua là như vậy nè, là cua ở quê là càng to như không này nha. Cua này mình đâm ra ha, cái mình nấu canh bùn ngót á, nấu canh ngọt đó cả nhà, rất là ngon. Hoặc là mình nấu bún riêu cũng rất là ngon nha. Cua này mình phải biết cách bắt mới được, chứ không thôi là nó sẽ kẹp mình, kẹp mà ra máu luôn đó. Đó, càng rất là to. Đó, thấy không? Nhỏ mà cái càng nó bự. Tục vào con bên này. Đó, cái càng này còn to dữ nữa. Ồ, cua này rất là nặng nha, thịt rất là chắc. Phía bên dưới đây là ốc bù. Ốc bù với ốc lát. Đó, cái con sập sập đó, con ốc lát đây nè. Đây là cá lóc đồng nha. Cá nhỏ thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Lóc đồng. Cá này là ăn ngon lắm cả nhà. Ăn rất là bổ. Mình nấu cháo cũng ngon, là mình kho, mình nấu canh chua gì đó, ăn cũng rất là ngon. Cá này mình chiên, mình muối xả, mình chiên là cực kỳ ngon nha. Về quê của mình á, ồ, nhiều món ăn lắm. Nó dậy quá. Nó nhiều món ăn. Đó, để có dịp mọi người về miền Tây thì mời mọi người ăn những cái món đồng quê ở miền Tây của mình nha. Đây. Lóc đồng. Rồi ok cả nhà, bây giờ mình sẽ vào bên trong mình chế biến cái món cá lòng tong nhúng lẩu nha. Tiếp tục. Đây là cá đã làm xong rồi đây. Đó, rất là sạch luôn. Nặng lắm, cầm trên tay gì là nặng lắm nha. Đây là cỡ 2 kg mấy, 3 kg á. Rất là tươi, rất là ngon. Ở trong đây là cũng có tép luôn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong mình chế biến thôi. Ở đây thì đây là món ăn thêm nha, đáng lẽ là món chính là món lòng tong thôi, cá lòng tong thôi. Ở trên đây hôm nay là có cua này ha, có lươn nữa ha. Thì mình nhúng lẩu luôn, rồi mình sẽ bỏ vô cua này, là bỏ vô trong nồi lẩu luôn nè. Đó, mình cạp nguyên càng mình ăn nha, rất là ngon. Thế mà mình thấy thèm không? Về quê miền Tây mình nha thì có những cái món như vậy nè. Rất là ngon. Ngồi nha, là rau sống nha. Đó,
thì bông súng nè, rồi rau nhút, môn. Này mình làm món gì anh Trung? Mình lẩu chua. Lẩu chua. Lẩu chua rồi cá lòng tông này mình nhúng nha. Nhúng vô. Giống như nhúng thịt bò vậy đó hả? Ừ. Cua vừa vớt ra nha. Rất là ngon. Cua đồng với lươn. Là cái nước này hồi chút xíu mình nhắm lòng tông anh Trung. Đây, nhúng cái này là bá khoát luôn. Này đồng quê nha, ăn đồ đồng. Đơn giản thôi nhưng mà bây giờ trên thành phố là chưa chắc gì có cái này ăn nè. Chưa chắc gì có lòng tông ăn nè. Gặt nước canh lên. Ồ, có mùi thơm rồi đó. Thơm quá. Vô có mùi thơm rồi nha. Bỏ ớt vô. Làm nhúng. Món này ăn sao anh Trung? Đây, một lát nữa anh ăn thử cho biết nè. Đúng dạ hả? Thấy đồng đồng dữ lắm. Đây, quá đã ha. Chứ nước nó ngọt. Cua càng không á. Cua càng không đó. Càng. Cua đồng càng không đó. Quá dữ rồi. Một con cua bờ càng bự nữa. Nó lội vô đây đi cho nó ngọt. Lội luôn. Cua càng nữa. Nó giường đã bốc không anh em ơi. Lươn. Chưa. Lươn thì mình ăn ít mình bỏ vô ít. Cua này mình quá đã. Mà lẩu thấy hấp dẫn quá. Bỏ ít thôi nghe, mấy người thì mấy con thôi để nó gà không ngon nha. Gà không ngon. Ít thôi. Đây. Quá trời lươn rồi, lươn này nhúng là hết sảy luôn. Thì mình vô đây. Quá đã quá hai ơi. Mình để một bên đi. Nhà hàng nó thấy bình nhậu vậy còn tiếp nữa. Nó sao có ăn lươn mà mắc thấy vậy. Dạ. Đây con lươn. Rồi mình cho quá hấp dẫn luôn. Rồi mình nhiêu lươn đó đi ha. Xong rồi. Đợi sôi cái mình bỏ lòng tông vô là mình vớt ra. Thử nghe cua này anh Trung. Cua này càng chắc lắm á. Đây về miền Tây của mình nè. Đây, vừa trong ăn cá vừa đầu ăn cua anh em ơi. Đúng rồi. Cua này sao mà ăn sao cho nó ngon nhất anh? Đây, mình cắn một đậu cua từ từ. Không có ớt đâu. Đó, trời mưa ớt rồi. Hai ơi. Quá. Ủa làm cái đây. Dạ. Quá trời đã. Căn thử miếng lương nè bác hai. Lương nè bác hai. Trời lương. Trời đất ơi. Ôi. Ừ. Bác hai. Vô. Trời đất đã. Ủa này. Chấm nó. Chấm ớt nha anh em. Kéo ra. Đó. Chấm này. Cái món này nó nhậu này nó không hợp cái nhậu bên cái kiều miêu á. Quá đã. Quá ngon nè mà, rượu uống cốc rượu ra. Về xong ăn cá, về đồng ăn cua. Cà phải càng anh Trung. Cũng để ra mình thấy mình gấp lên và bòn cạp một cái cũng ăn mặn dữ. Quá thịt không anh em ơi. Quá trời thịt luôn. Để mình nhai xong cái mình cũng ra vô camera. Mà lập chấm được. Rồi, quá đã. Cua mà cắn ngay góp luôn.
quá cứng. Quá trời, cái thịt này là con cua quá trời thịt này. Đó. Cua của đá mà. Cua đá. Quá đã rồi. Về miền Tây mà coi như là chưa ăn cua đồng là coi như là chưa về miền Tây phải không? Đúng rồi. Ừ. Có ai về miền Tây mới ăn cua đồng lòng tông đúng không? Ừ, đây, một dĩa lòng tông đây. Nhúng miếng hay rồi. Mình có cái giá ba lỗ không ạ? Giá này. Giá lỗ à. Nước chưa sôi chưa hôi không? Ta bỏ vô cái giá ăn như bỏ vô cái giá à. Mình để nó đớt ở dưới. À, ồ. Ồ, cái này là bỏ vô là chính liền nè. Ừ. Đó. Sao vậy? Quá đã. Ngon quá. Thấy sao bác hai? Ừ. Quá đã ha. Làm tóc tay. Nè. Này mình để trong cái này để mà nó không có gã ra hả anh Trung? Không, mình dễ dớt. Nhúng ăn à. Nó bắt lên gặp lít cái gì vậy đó. Nhưng mà mày đâu mày hay vậy? Đây. Nó sôi lên là chín nè. Rồi. Vậy nó mới ngọt. Này là chấm muối ớt ha. Nướng mắm cũng được mà chấm muối ớt cũng được. Đó, này là để vô chút xíu là chín rồi nha. Cái lòng tông nó mau chín lắm. Thử miếng anh Trung. Chín rồi. Cầm cái gam miếng đi. Trời ơi. Quá dữ rồi. Đây, vừa chén thôi. Quá dữ con lưng này rồi. Miếng mỡ. Nhét lên. Vô. Ăn dưới ớt, nhét lên. Rồi, uống cái đi, ăn sao nè. Chứ mấy ăn cái này là phải có muối ớt mới ngon nha. Cho anh Trung cảm giác sao? Quá ngon. Vừa ngọt. Mà lại vừa chín nữa. Đó mà thật sự cảm giác mà mình đi bắt rồi mình về mình chế biến luôn rồi mình ăn luôn nó mới ngon. Chứ mấy cái món này đi nhà hàng chắc không có đâu. Cua càng này chắc cũng ít có, không có đâu. Không có bán đâu. Lòng tông không có đâu con. Ok. Có đi nữa cũng mắc lắm. Ăn không nổi. Quá đã. Nhà hàng này cho mà đội này chắc đừng quậy nha, đừng quậy lên nha. Ăn ngọt lắm. Nhà hàng bắt tử mà kêu này có thôi. Dạ. Cái này là đặc sản ở miền Tây của mình luôn nhưng mà rất là hiếm nha. Rồi như ở nhà hàng tôm hùm này nọ nó có. Dừng ở chợ nó đâu được ăn đâu. Dạ. Nhưng mà hồi xưa là nhiều lắm nhưng mà bây giờ ít lại hả bác hai? Ít. Tép cá bây giờ ít hiếm. Dạ. Ra chút thì có ăn, giờ đi đã đời mới có ăn. Dạ. Cái này chính là nè tư. Chính là nè. Lòng tông này là kiếm được chân thân mới được chứ. Dạ. Dũng mà tôi không dám đập nó mà mấy người kia đập chơi. Đây kêu bằng lòng tông nhúng lẩu. Lẩu cua. Rồi. Mình để cho cua nó bò lên nè. Cua nó bò lên nè. Nó không chịu sống, nó không chịu vô nước sôi anh em à. Cua bò nồi lẩu. Quá đã rồi. Cá này là ăn liền nó mới ngọt. Vậy cho nó dễ bỏ rau chứ không gì chứ. Dưới mấy còn mấy lương á. Lương chín rồi mình gấp lương ra ăn đi. Để cho nó bò lên dìm đi. Ăn cho mình dễ bỏ rau vô mình ăn. Ồ cua quá trời nó bò lên dìm. Cua cũng thèm, tao bỏ mẹ vậy. Nhai được con nuốt hết trơn luôn. Nuốt hết trơn luôn. Quá đã. Đó, đây nè cả nhà. Lòng tông là mình nhúng gì là mới ngon nha. Đây, mình nhúng vô vừa chín tới là mình ăn liền. Chứ không có để lâu nó bị gã hết và thịt không có ngon nữa. Vừa chín tới là mình ăn liền là rất là ngọt. Mà ngon nữa là mình phải chấm muối ớt vô nha. Đó. Thấy anh ăn nè.
về quê hôm nay là rất là vui cả nhà ơi, đi bắt cá rồi được ăn những cái món toàn là rau đồng không à. Cua đồng nè, lươn đồng nè, ốc cũng đồng nè, ốc bu, ốc lét nè, rồi cá đồng nữa, rồi cá lóc đồng nữa, rất là ngon luôn. Và đặc biệt là cái món là lòng tông đó cả nhà, nhúng lẩu rất là ngon luôn. Đó, nếu mà có dịp mọi người về miền Tây thì sẽ mời mọi người về quê của mình cho một chuyến để mà ăn những cái món đồ đồng thật là ngon, cũng như là trải nghiệm những cái thú vui đi vào vườn cam, cũng như là hái dừa, hái cam ăn nha cả nhà. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn mọi người.